Bồ Tát Nam Mô Đại
Mời chú thấy vô trót đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thích Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, thiết cung ơn Vũ Lan báo hiếu tất cả gia đình và vũ quý con cháu họ nội dâu rể thành tâm cung đối trước gia tiên cũng như tâm tổ và chân thành đề dự kiến tiết lễ người đang qua quả cúng cúng người chư vị hương linh bên đây rồi chư vị gia tiên của vị tâm tổ và cha mẹ người đại diện trước của những nội tràng của chúng mình cũng như chư vị hương linh hương linh của bên nam bộ của họ ở đây cũng quên mất cả tràng của chúng mình bên đây của quý thành tâm tiết lễ cúng cúng hôm nay và nguyện cho gia đình của quý nhiều được ngày ngày đẹp xin chân thật chế chúng sanh diệu độ trần toàn đạo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.